Bây giờ sẽ là một thông tin đáng chú ý. suy nghĩ tin chắc rằng sẽ làm ấm lòng bà con trong mùa dịch này. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Theo đó, đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Cụ thể, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng hỗ trợ 1 triệu 800 ngàn đồng một người, Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, hỗ trợ 2 triệu 100 ngàn đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, hỗ trợ 2 triệu 400 ngàn đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng, hỗ trợ 2 triệu 650 ngàn đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, hỗ trợ 2 triệu 900 000 đồng một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên, hỗ trợ 3.300.000 đồng một người. Nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.